đi hôm qua đi kiếm rồi nó hóng luôn mấy cửa hàng luôn, có không có luôn. Trời ơi. Cái này nghe em chưa được làm sao. Đây nó coi được phá cổ đi. 3 ngày sau mới được ra. Mắt của chị nào sẽ về địa chỉ sụp niên bên đây, rồi sau đó bung cái sẹo bên đây bớt lại chỉnh cho nó bớt cái tình trạng, chứ lại cấu trúc mắt thì hơi mắt lộ nữa, chính vì mắt lộ cảm giác nó to ra thêm nữa. Hả? Chị thấy cái chồng đen của chị bên đây, mắt này nè, nó lộ ra nhìn gần nó hết luôn, là cấu trúc mắt lộ đó. Tại vì lúc bình thường là mắt có một hí à, mà khi lấy nó tức lúc mãi nó về khoảng ngày thứ ba có đi cũng đi năng được cắt mí luôn á. Ngày thứ ba thì nghe là cảm giác nó bị đứt chỉ hết luôn á, cái nó bị giật cái mí phía sau này lên. Có lẽ là lấy mí dưới là như bên đây nó chèn lên mà mí dưới này nó lấy xong cái mắt nó bị lộ, là ai cũng nói là bị cận giác. Đi siêu ăn đi hết luôn thì không có gì hết. Của chị bắt đây bị sập á thì bác sĩ nâng cái đuôi lên cho chị nè, chị cầm kiến cho chị nha. Nè, nó sụp xịu xuống như nào, cho nên bây giờ phải chỉnh hai bên để cân lại. Bên to quá thì hạ nó xuống, bên nhỏ quá thì nâng nó lên. Bác sĩ phải nâng đá luôn này nè, đá này lên cho nó bị không có bị sụp cái cục cái xuống nào. Đó, sụp thì xuống. Mí dưới thì thực sự ra cũng còn dư da mà còn mở. Thường đã coi trên cái YouTube chứ bên Facebook không? Cái mấy cái chương trình của bệnh viện nó vô coi thấy quen lại cái clip giống như vậy chị mấy ca như anh mới nè, mấy ca là chúng nó là đúng không, nói là để hồi nọ mặt tiếp luôn á, rồi đây như mấy chương trình lại theo dõi lại luôn á, tiếp đi cũng đã chuẩn bị thế nào hết rồi, tìm hiểu cũng kỹ, thì chủ yếu lên đây là gặp bác sĩ ra tư vấn lại lần nữa rồi còn phẫu thuật luôn. Dạ, bác sĩ lên đây thì mình cũng đặt niềm tin vô để cho là phục hồi lại tương đối lên, như là cân bằng lại hai mắt là cũng ok rồi. Cũng chúc lại tao toàn để tập thể của bệnh viện một năm mới giờ giờ sức khỏe bình an, tất cả đáng lọc là mình đặt thịnh dưỡng nha. Cảm ơn chị nha, chỉ là có mắt đẹp về rồi thì chị có biết tiếp. Chắc là về xong cái lộn ổn là cái cũng vô chiến đấu tiếp luôn rồi. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.